Rồi, chào anh em nha, năm mới chúc tất cả các anh em trên YouTube năm đầy thắng lợi. Anh em đam mê gà đá nha. Đá đầu thắng đó đổ gà được nhiều gà ha. Chúc anh em một năm thiệt là nhiều gà. Nhiều thắng lợi thành công trong cái một năm mới. Hôm nay mình cũng muốn đăng cái clip lên con gà mái lắc mặt. Đây là mái chè của mình anh em. Lắc mặt. Mấy nhiều cái cũng có nhiều clip đăng lên gà lắc mặt luôn gà mình. Gà của mình thì lắc mặt thì thôi khỏi nói rồi, nó mình đổ ra lắc mặt với toàn là đập biên của mình em. Cái đám gà của mình thì đã ăn độ hết rồi. Tết mình đã mùng 1, mùng 3, mùng 1, mùng 4 mình đã ăn độ hết rồi. Đây là gà mái của mình. Chúc anh em năm mới nha, không có bông hoa cho chúc con gà mái bông nha. Đây là con gà mái bông chân trắng. Cho anh em nhiều bông hoa. Mình không có nói gì gì, cũng có cái thầm thầm chút. Ở đây nó đều bông lắc mặt. Đây còn có cái mẻ này, mẻ bông lắc mặt của mình nha anh em. Mình cũng phải bù được xíu. Mẹ nó gửi cho bà chị rồi, bà thấy nó bay quá, bà chặt cái cánh ở trên. Đó anh em, giờ em cánh chặt trên mẹ nó rồi. Còn mấy cọng à, không biết để ấp sao nở nữa. Đó, anh em thấy không, nó lắc nó chặt hai cánh hai bên trên đó, cái lưng cái máy của mình tâm thoát vậy đó. Bên kia thì hàng Mỹ F1 nó cha gặt đổ ra ép của nó đó, nó là giọng thứ nhất. Hai anh em rồi, nó có con gà đó mình đang quay là con gà F1, là con gà mày mình đã trong cái thùng mình, nó chia sẻ cách úm gà con không cần thuốc đó anh em. Năm con gà đất rồi, năm gà con đó mình được sống được vẫn như nguyên, nhưng mà có cái hai gà mái cái tức quá nó bị hư nè em ơi, nó bị dập trứng nó không đẻ được. Con chó Mino lại không? Ừ. Đó, anh em thấy con gà không? Đó. Chút này mình đã chút đi, để cái clip sau đi mình quay chi tiết hai anh em đó, nó tới hai anh em lần. Đây, giờ dưới mình quay con gà mái của mình đi. Đó. Lắc mặt nha anh em. Của mình là ra lắc mặt thì bao la. Chứ hay đăng clip mấy anh em kia đăng clip gì gà lắc mặt gì đưa lên quý hiếm gì đọc biên quý. Không, này cái nào nói thiệt, nhà mình thì đọc biên với lắc mặt thì gà mình nhiều. Bày nó mình đổ ra được bày 5 con, hết 2 con lắc mặt rồi đó. Đọc biên cũng 2 con. Đó. Đây là mẹ của mình. Nó ăn độ hết anh em ơi. Nó vô xiết cựa với nó, nói chung là gà mình ăn không biết cựa nhiều, nói chung là vậy đó. Mình nổ cũng được mẹ đâu, mình đâu có bán, mình đâu có bán gà trên mạng đâu, mình nổ anh em nghe câu gì chi mất công. À, gà mình đó, gà mái mình đó, cái lưng như tấm thớt cho anh em. Gà mái mình thì đưa tay vô thôi. Đó. Đó. Chúc anh em nha, một năm đầy thắng lợi nha, bông hoa nè, đó. Đây là hai bông hoa của mình. Mẹ mình là bông tích bạc. Nói chung đặc biệt của gà mình là tích bạc là nhiều anh em ơi. Mười con trống là hết mình thấy là 9 con tích bạc hết. Mình không có đầu tư nhiều, cái dòng gà của mình nó dễ ít lắm, mình đổ đâu có đắt đâu nhiều. Mình đổ bầy hai bầy mình gửi vô vườn nó lớn, mình bắt về mình chơi vài con à, chứ đâu có đầu tư đâu mà đắt đâu mà đổ. Đổ gà nhiều như mấy chạy khác. Mình thì đổ lây gai, như lâu lâu có gà thì anh em lại bắt vậy thôi. À, anh em nào quan tâm thì mình chúc anh em vậy thôi. Đây là gà mái của mình. Bự lên cái mặt của mình. Trình khổ nói luôn anh em. Gà này có mình chỉ có là cái máu lai thôi nha, chứ không có Mỹ hay là siêu nha anh em. Giờ mình thì mai nói chung là lai Mỹ đó, chứ không có lai siêu là gì trên đó. Quay rõ cái chi tiết cái lên cái mặt của nó cho anh em coi, cái lưng gà mái mình ở trên quay xuống đó, cái lưng như tấm thớt vậy, lắc mặt hoài. Gà mái mẹ của nó ghê lắm, mẹ cái mặt như con chim như thế này. Rồi là tâm sự vậy thôi, rồi chúc anh em nha.